Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì em xin giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc tủ lạnh của Samsung dòng Inventor tiết kiệm điện, model mới nhất năm 2023. Và dòng này sẽ có ký hiệu là RT42CP6784C3 sổ chéo SV. Với kích thước của tủ và cách sử dụng tính năng của nó như thế nào, chúng ta cùng đi tìm hiểu vài phút video về dòng sản phẩm này các bác nhé. Các bạn nào mà yêu mến em có thể dành tặng cho em Long những nút đăng ký kênh để ủng hộ em cho các video mới nhất. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Với dòng tủ này thì hàng xuất xứ ở tại Thái Lan. Theo lý duyên là hàng của Thái Lan cực kỳ dùng rất chỉ là bền. Và những cái tiêu chuẩn của từ Thái về Việt Nam thì các bạn biết rồi, những tiêu chuẩn rất chỉ là tốt và chất lượng. Với dòng sản phẩm này với dung tích tổng của nó là 406 lít các bạn nhé. Các bạn nhìn cái dung tích tổng của nó các bạn xem ở đây. Hàng xuất xứ ở Thái Lan, model RT42CP6784C3, sổ chéo SV, dung tích 406 lít, công suất tiêu thụ điện là 404 kW trên 1 năm. Hàng được đánh giá, Bộ Công Thương đánh giá lên đến là 5 sao. Kích thước của tủ thì các bác nào mà có thể tìm hiểu, các bác mà muốn xem trực tiếp có thể xem ở đây, thì em xin đọc xuống quay quanh nhé. Với kích thước của tủ là cao 1m79. 1m78,5 cho là 1m79 và rộng là 70, sâu sẽ là 67 cm. Sâu là 67 cm các bác nhá. Kích thước là 1m79, sâu là 67 và cao rộng là 70 cm. Với kích thước này thì chúng ta có tổng dung tích là 406 lít mọi người nhá. Dung tích 406 lít. Và phía trên không gian của ngăn đá, với phần thiết kế ở phía bên ngoài sẽ là thiết kế màu trắng, trắng sứa các bác nhé, trắng sứa, và vẫn sẽ là thép không gỉ nhưng mà mạ phun một lớp sơn, sơn màu trắng, trắng sứa nhỉ, nhìn rất là ấn tượng. Nó sẽ có hai màu kiểu, nó theo bộ dòng cao cấp hơn nữa, đó là con tủ mặt màu gương. Tuy nhiên thì dòng này thì em đăng kê là mặt màu sẽ là màu bằng rồi thép không gỉ thôi. Đấy. Em sẽ zoom nhỏ lại các bác xem gì thì dễ zoom nhá. Bảo hành sẽ là bảo hành cho hàng chính hãng 2 năm tại nhà và đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi nhà sản xuất. Bảo hành lên đến là 20 năm cho phần máy lén các bác nhá, bảo hành rất lâu. Đấy. Và đối với dòng phía dưới này chúng ta có thêm một cái khu vực ô lấy nước bên ngoài. Thì để lấy nước bên ngoài thì các bác sẽ tí nữa sẽ xem ở bên trong nhá. Chúng ta chỉ cần gạt vào đây thôi, để cốc nước vào đây thôi thì nước nó sẽ ra ở phía ngoài này, chúng ta lấy được nước bên ngoài. Đấy. Phía dưới này thì nó mạ một lớp màu đen. Mạ một đứt màu đen màu nhám rồi nhá. Sờ thì nó không trơn đâu mà không bám vân tay, không bám vân tay. Những cái dòng mà thông dụng thì các bác sẽ biết rồi, những cái phần như thế này, mặt màu đen hoặc là mặt màu bạc của Samsung. Đấy, màu trơn. Nhưng năm nay thì làm cho các bác một cái phần nhám và màu trắng sứa như này. Nhìn rất là ấn tượng. Đấy, cũng không bám vân tay, không bẩn, có sờ thoải mái. Phía dưới chúng ta có một cái logo của Samsung ở chính diện. Một màu bạc chrome để tách biệt hai ngăn. Đây là cái thiết kế vẻ bên ngoài. Có chân các bác nhá. Có chân. Đấy các bác đẩy. Và phía bên không gian bên trên là không gian của ngăn đá. Không gian ngăn đá của chúng ta thì các bác nhìn thấy này, không có ô để lấy làm đá. Thì chúng ta chỉ có một cái ô đó là làm đá tự động automatic ở đây. Với khu vực làm đá tự động này thì các bác chỉ cần rút cái khay này ra thôi là có đá. Có đá ở đây nhá. Bằng cách là các bác sẽ bật chế độ đá tự động ở phía bên dưới. Bật chế độ đá tự động bên dưới thì một lần nữa em sẽ chỉ cho bác cái bật chế độ đá tự động. Ở phía bên trên chúng ta có một khay kính này. Đây, siêu các khay nhựa thôi, không phải khay kính, đây khay nhựa. Và chúng ta có khu vực điều chỉnh nhiệt độ của ngăn đông ở phía trên, tức là ngăn đá. Các bác gạt xuống phía bên trên cùng bên này là mắc. Gạt sang bên tay trái của các bác là min các bác nhá. Đây các bác nhìn thấy biểu tượng không ạ? Đấy. Ở đây có biểu tượng của ngăn mát, tuy nhiên thì đây không phải là điều chỉnh nhiệt độ của ngăn mát. Các bác sẽ gạt vào chính giữa này giúp em. Đó. Đấy, chúng ta sẽ để ở chính giữa cho nó làm tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Và phía bên cánh tủ chúng ta có thêm những cái ô nhỏ nhỏ để đồ, rất chia xinh xắn, nhỏ đồ. Ở không gian phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm đó là khu vực cánh, mở ra rất là nhẹ nhàng, chắc chắn không nhá. Ở phía ngay bên ngoài đập vào cánh của chúng ta sẽ có thêm một cái ô. Ô này chính là ô để mà chúng ta đổ nước để lấy đá, lấy nước bên ngoài. Thì ở đây chỉ có các chuẩn xoáy thôi. Các sẽ nhìn thấy là xoáy chiều ngược chiều kim đồng hồ để mở ra. Xoáy ngược chiều kim đồng hồ mở ra, xoáy cùng chiều kim đồng hồ để đóng lại nhé. Đây là mở này. Đây là mở này. Các xoáy này là đóng này, mở này, mở ra. Các đổ nước vào đây nhá. Là xong.
đỏ đi. Cái này thì các bác có thể rút cái này ra được, vệ sinh. Cái này thì em đang dán băng dính nhà sản xuất đã dán băng dính, các bác rút ra vệ sinh. Hoặc các bác bậy cái lắp này lên. Đây, mọi người nhìn thấy đây. Đấy, bậy lắp lên rất đơn giản. Mọi người bậy lắp lên là để vệ sinh, vệ sinh hoặc là đổ nước tùy. Đây, đấy. Các bác rút hẳn cái khay này ra vệ sinh nhé, thoải mái nhé, thoải mái giúp em. Đấy. Và phía bên dưới cánh là những cái khu vực ô để đồ thêm cho mọi người, rất rộng, rất rộng mọi người nhé. Và phía bên trong thì chúng ta có khu vực ngăn đông mềm ở đây, một cái ngăn thiết kế rất là đặc biệt, các bác có thể rút ra rút vào được. Đây, băng dính này, băng dính rất chắc mọi người nhé, nhà sản xuất họ để băng dính rất chắc. Ở bên này cũng có này, ở bên cũng có, các bác rút ra được nhé. Và nó sẽ có để đây, em sẽ rút mở cho các bác xem. Ok. Đấy, vì sao em phải mở ra như vậy thì bên trong này nó thiết kế rất đặc biệt. Đây. Với cái phần nhựa của nó là nhựa cao cấp. Nhựa cao cấp không bị gây hại cho sức khỏe và thực phẩm các thứ để nó sẽ thoải mái luôn. Đậy vào nha mọi người nha, các bác nhá. Chúng ta sẽ có chuyển đổi được cái ngăn này thành 4 chế độ khác nhau. Các bạn giúp em chuyển đổi thành 4 chế độ không phải là 1 chế độ không. Để mà chuyển đổi được 4 chế độ thì các bác nhìn thấy ở đây, như cái con này, bên này có dán các cái đề can, các bác dễ hình dung hơn. Đó chính là chúng ta để được ngăn mát này, thịt cá này, đông mềm này, đông lạnh này. Đấy. Đông mềm, đông lạnh, 4 chế độ khác nhau, bằng cách này các bác sẽ điều chỉnh cái khu vực bảng điều khiển nhiệt độ ở đây. Điều chỉnh nhiệt độ thì chúng ta có điều chỉnh nhiệt độ của ngăn mát thôi. Ngăn mát thôi các bác nhá. Và khu vực là khu vực làm lạnh nhanh. Ngăn đông thì các bác để điều chỉnh nhiệt phía trên rồi. Đây chúng ta điều chỉnh nhiệt độ của ngăn mát. Ví dụ các bác chọn nhiệt độ của ngăn mát là 1 độ C, 3 độ C, 5. Ở đây các bác nhìn thấy này, có 1 độ C, 2 độ C, 3 độ C, 4 độ C và 7 độ C. Các bác chọn vào nhiệt độ của ngăn nào và vào nhiệt độ của cái nào. Thì khi mà các bác muốn biến nhiệt độ của cái ngăn này thành nhiệt độ của ngăn mát thì các bác sẽ gạt kịch xuống này giúp em. Thì các bác để 1 độ C, cái này là 1. Để 3 độ, cái này là 3. 2 độ, cái này là 2. Các bác nhé. Còn nếu mà các bác muốn điều chỉnh nhiệt độ nó thành ngăn đây, các bác nhìn thấy ngăn thứ hai của nó đặt tên đó là ngăn thịt cá. Thứ nhất là ngăn mát các bác có rồi đúng không ạ? Vừa lúc đấy rồi. Ngăn thịt cá và đông mềm làm lạnh nhanh đúng không ạ? Ngăn thịt cá tiếp theo nhá. Với nhiệt độ của ngăn thịt cá thì các bác sẽ bấm vào nhiệt độ này giúp em. Điều chỉnh nhiệt độ ở ngăn mát này các bác chọn vào 3 độ C. Các bác nhìn thấy số 3 không ạ? 3 độ C. Và sau đó thì các bác gạt từ bên trái này gạt sang bên này. Sau khi các bác nhìn nút gạt không? Bên trên trong có cái phần bên trong nháy đúng không ạ? Đây. Đó. Các bác gạt vào đây. Các bác gạt kịch sang mắc. Như vậy thì khu vực này sẽ là khu vực để thịt cá. Khi chúng ta điều chỉnh nhiệt độ đây là 3 độ C. Ngăn mát chọn 3 độ C. Còn nếu các bác muốn thành đông mềm thì các bác chọn cái ngăn mát là chúng ta là 1 độ C. Thì đây nó sẽ thành ngăn đông mềm. Còn nếu mà làm thành chương trình là làm lạnh nhanh thì các bác gạt giúp em. Các bác gạt giúp em nó sang chọn giúp em chế độ Power Cool. Power Cool các bác nhá. Chế độ Power Cool là chế độ làm lạnh nhanh cho cả khu vực ngăn mát. Thì ở đây thì các bác sẽ gạt cái phần thanh đó đây, các bác nhìn thấy này. Gạt đó sang mắc giúp em. Gạt sang mắc các bác nhá. Các bác gạt sang mắc. Thì các bác cũng sẽ để nó ở mức mắc này. Thì đây nó sẽ làm lạnh cực nhanh trong vòng 2 tiếng. Và chúng ta làm lạnh cực nhanh. Đấy là cái phần điều chỉnh nhiệt độ. Còn các bác muốn đàm đá tự động thì các bác giữ trong vòng là 3 giây giúp em cái này. Đây các bác nhìn thấy on và off. Đá tự động bật và tắt các bác giữ trong vòng 3 giây. Đèn sáng thì là tắt. 3 giây tiếp. À chứ các bác đèn sáng thì là bật. Tắt thì là tắt. Các cái giữ trong vòng 3 giây giúp em là được. Ngoài ra thì có kết nối smarting này. Smarting này có biểu tượng wifi đây, nó hơi mờ một chút nhé. Các nhìn trực tiếp thì sẽ nhìn thấy cái biểu tượng wifi đấy. Đấy. Còn này phía dưới thì chúng ta chỉ có hai khe kính cường lực thôi. 1-2 khe kính cường lực các bác nhá. Đấy, nhìn rất đẹp. Và phía dưới cùng có bộ lọc than hoạt tính. Bộ lọc than hoạt tính giúp cho kháng mùi khử khuẩn và lọc không khí vệ sinh các thứ tốt hơn với bộ lọc này. Và các dòng khác thì không có cái bộ lọc này các bác nhá. Dòng cao cấp năm nay mới có. Và có thêm một hộp nước này. Cái hộp nước này là hộp nước để chứa được 5 lít nước thì chúng ta làm đá tự động ở phía trên. Đấy, các bác rút ra vệ sinh tương tự như dòng như cái
lấy nước bên ngoài thôi, các bác cứ rút ra để bậy lắp lên để là đổ nước, rút hạt ra để đổ nước đều được, vệ sinh đều được các bác nhá. Ở phía dưới cùng là khu vực hộp ngăn rau củ quả rất lớn, đây em dán băng dính nhá, đấy các bác rút ra này đúng không ạ, rút ra rất chia chắc chắn, sẽ đóng vào. Và tất nhiên rồi, con nào cũng sẽ có một hộp trứng đi kèm, cây trứng đi kèm đây, cây trứng đây đấy. Với dòng tủ này thì sơ qua các bác sẽ nhìn thấy những cái phần thiết kế và tính năng như vậy đấy, còn có gì mới hơn thì em sẽ chia sẻ thêm trong các cái video lần sau. Hôm nay em sẽ tổng hợp cho bác cái cách sử dụng và thiết kế của con tủ này rất đơn giản và những cái tính năng cao cấp nổi trội mà con này nó có. Với con tủ lạnh của Samsung RT42CP6784C3 sổ chế SV, hàng của Thái Lan, dung tích 406 lít này thì BM đang bán giá trọn gói cả lắp đặt về tận nhà trong bán kính 20 km, giá cho về các bác là còn 14.580.000, 14.580 các bác nhé. Các bạn nào muốn mua hàng có thể liên hệ trực tiếp với siêu thị điện máy của Ecomax ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội, hoặc liên hệ trực tiếp với em qua thông tin em để phần mô tả để các bác liên hệ tư vấn trước khi chúng ta mua hàng. Ok, em Long xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.